100 triệu là binh hả? Chơi 500 triệu mới ngon à. Phải hơn 500 triệu thì mày phải mở hơn 100 triệu mới ra build được. Dưới 500 coi như là thất bại. Chạy tiếp ra xin. Sếp. Phải mi nhô. Mày phải mi nhô 28 triệu vậy đừng mày bèo vãi không? Bèo điệp mày bèo vãi cái lồn. Ở tiếng Anh nữa cơ. Xem. Kevin gây ra 57 triệu. Vẫn bèo. Mấy cái thẻ này là phải mở hơn 500 mới ngon đúng không? Mấy mẹ phải mở hơn 500 mới ngon đúng không? Anh Ly giao lưu với anh chỉ mở thẻ thôi em ơi. Đây đây đây. Sao nè? Thôi, tôi chưa có quà em chưa. Anh hai đang bay về à? Bay rồi. Pháp. Bay fly à? Rippy. Đủ má đi xuống ra. Bèo quá ta, được mấy cái tay thúi vãi lồn. Xena hử bấm cho mình cái rồi được mấy cái tay mình mở đi. Thằng là dưới 100 triệu không à. Đâu phải thử bấm cái lấy hình rồi. Không, mở 10 nẻ không ngon. Cái bấm cái lấy hình, cái bấm cái thôi. Thôi đủ mày mở từng nẻ xem cho nó sướng chứ. Golden Rocket. Đội tuyển của GFL đúng không? Ramsey. Mày quá lộn ta toàn mười mấy triệu không à. Có đúng mày coi banana này lại là hơn 100. Mở hết mới ngon à. Má toàn thiệt chứ mở vậy mà sao bằng anh ba đây. Pháp, à, Ý, CB. Dạ. 29 tỷ sợ quá nhỉ. Anh ba vào đây. Cứu lên ba xem này. Ở đây, nè. Bì vãi luôn. Má mở tài dưới 100 không vậy ta. Mở hết từng cái mới ngon mà. Gì đâu. Không huyền thoại 35 tỷ. Sao? Cần tí không? Gói ráng mở on đi hả? Mấy gói đó là gói Sida hả? Gói nào là gói ngon, gói này là ngon đúng không? À ba. Gói này ba mở ra huyền thoại đúng không? Hết vãi luôn. Không được một triệu. Bèo người ta kêu mấy cái thẻ này phải mở hơn 500. Mở dưới 500 là cùi rồi. Con này anh không biết. Đi. Ở đúng phút lâu không? Đi. Ồ, em Bồ Đào Nha. Rando. Anh chơi cờ đúng không? Bèo. Anh đi phút solo với ba nè. Tại vì em bấm cái lấy hình. Ra. Ba. Ba luôn cái gì anh ba. Mà ra lưu kìa. Mày mở vậy nó mới hên. Mở thẻ luôn. Mẹ mà. Tiền đứt. Sếp. Đi. Muna, nó Muna, 184. Mà cái thẻ này phải mở hơn 100 kìa, à, 500 kìa. Đây là thẻ mà bạn đâu? Mấy anh lộn dưới đi ơi, cái điện thoại của cụt đâu? À có chứ làm. Có thằng Sterling này ngon nè. Ram Sterling mày là bao nhiêu? 32, 65. Anh ba mở từng, phải mở hết chui vãi hồn luôn á. Mua thằng điện thoại. Đôi của Tú, tôi toàn thằng đi mẹ mày chơi toàn thằng 5 tỷ lên này. Luando thì cái thẻ ngon nhất thì mà anh mở một phát mở 6 lần. Mới vứt vô 3 triệu. Sena nãy nó mở 10 cái đủ không má đéo ra một cái lồn nữa. Rồi nó khóc. Mày gần tới phú hả? Nó mở gần tới phú. Ồ cái này điệp mày nhiều khi mới mở đêm đêm nó mới hên được nè. Đấy, đó. Nè, nó xong hả? Nó xong hả? Đúng mẹ. Không đại đâu. Đại đâu? Chờ xíu nè. Lâu đại cứ xài luôn mày chứ. 50 mà. Nói mày, mày qua mày mở máy cái này ngồi lên đó. Mở máy lên. Mở máy máy lên chơi trận này trận 200 chưa? Gì? Có 200 mà ông nội. Trận 500 kia tao thắng rồi mà. Gì vậy ba? Mỗi trận thắng thua có chấp trái đâu. Chấp trái. Nhỏ đó đồng hả? Gì á? Tại chứ có anh chịu thôi không đại. Chỉ có anh chịu thôi. Cái đó anh từ từ tính. Đó cái anh từ từ tính đó nha. Ủa sao mày thua hàng lần? 1 triệu tiền kèo. Có đâu là 500 mà đại cho. Anh đâu không lòng. Anh đưa mà 500. Cái này thua. Bên em cũng thua. Cái này thua.
thua kèo mà. Mày thua nó gì đủ mới tới 1.5 triệu vậy? Tại thua 1 triệu hả? Tại trời. Em đã 500. Tất cả thua thì 200. Đó là bánh tới rồi, ra lớp rồi. Mà mình đấy, mình ngồi xong nè, mình đấy xong nè. Không chắc mình không có bạn. Em ngồi máy bên lên đi. Cục đâu? Này xuống dưới cho. Em ngồi dưới. Xuống nó xong cho. Hùng mới. Hùng rít rồi. Ai kêu Hùng rít chưa? Hùng rít chưa? Mày, cái gói ngon nhất anh ba mở thì mẹ xí đá phải lồn, còn gói nào ngon mọi người? Anh ba biết thì mẹ mày tính một con bao nhiêu con không? Vừa mình quay 30 cái con. Hai mấy cái con. Trời ơi, cái kèo này phải thắng được 30. Cái kèo thắng được 30 thua trả 100 nghe nó thốn quá. Dũng ơi, cảm ơn Dũng nha. Mà chắc mấy anh em vô chơi xong rồi Dũng ơi. Tầm nếu mà phí pha thì chắc để cuối giờ. Dũng có 93 là ngon hả? Còn tỷ phú y con đây đúng không? Con mẹ con tỷ phú đều hút máu vãi luôn. Đổ mà anh ghép ăn có 1 triệu mà. Má mở từng cái mới hơn, ba mở hết mẹ đi. Mẹ đổ ra thằng đầu bùi luôn. Thời tối đổ má mà. Thì họ. Chắc đó. Ấy. Với lại đủ má mày Cristiano Ronaldo cộng 3 thì mày không khác liền. 97 triệu. Đây, vào đây. Cái thẻ này là cộng 3 ngon nhất là bao nhiêu? Cái thẻ này ngon nhất là bao nhiêu? Thằng nào cộng 3 rồi. Cái thẻ này có thể mở cho anh 500 triệu đúng không anh em? Đập thằng bắt mày cộng 3 rồi. 2 đến 5 mới ngon hả? Ê đập cộng 3 tạch là xuống có 1 đúng không Đại? Cộng 1 và cộng 2. Ôi bèo quá, 45 triệu không à. Qua mẹ lên 18 tỷ luôn này. Trên 5, trên 150 triệu là ngon hả? Đó là chơi mà. Vậy em ngồi dưới thằng gì kìa. Vậy em xuống cậu anh. Ủa giờ chơi luôn chưa? Đó mẹ, đủ tay đủ chân rồi nè. Ôi em xuống. Cái gì? Kelonabat đúng không? Kelonabat đúng không? 47 triệu vẫn bèo. Gói này trên 150 triệu là ngon hả? Má cái tay mình hú quá à. Pháp. Ơi không phải Pháp. Nó đá trong lượng nhỏ. Đại à. Có thằng nào phôi 94 triệu. 95 tẻo. Thằng này lần nào mà lão được mãi mà 104 triệu ghê vậy. Đại à. Dạ. Thằng nào phôi 95 tẻo. Thằng này là ai? Ê xin nào, thằng này lần nào xin nào. Thằng này lần nào 104 triệu. Xin đốt. Ờ được mà nghe tên là quắc vậy mà được mà giá cao dữ vậy. Anh bấm vô phần đập đó. Không phải nhấn là đập à? Ừ. Đập luôn đôi cộng 3. Mở một lần, ồ mở một lần xui lắm. Mở một lần được phải xui lắm. Pháp nè. Rồi, ST. Một số mèo vậy, Anthony Zidman mà được phải có 34 triệu vậy. Đó, còn anh bấm vô chỗ cho. Phải lồn Anthony Zidman mà có 34 triệu vậy. Không lần. Đen, không lần nữa. Đen là cộng 3. Anh tốn 1 tỷ vô đập mấy mèo. Ơ, 95 mà em cần thì 95. Không, Liên không có xem giải ý nhiều, Liên không có biết biết nhiều. Ba hai lồn thì mà tưởng anh tôi đi rất ngon chứ. Vậy chuẩn hồi giờ 95. Đâu? Ờ cơ. 95 đến 95 đến 9. Chạy. Đội tiếng Anh, Wayne Rooney. Rio Ferdinand. Bình. Không phải bấm vô giá trị. Đây à. Rớt cái này. Lấy phôi 95 hay phôi 96 rồi ta? 95, 96 thì cũng rớt. Gabriel Rio Ferdinand 184 triệu. Vất 184 triệu ta đúng trong 1 tỷ. Trong đây người ta nói trên 150 triệu là ngon. Ra đây đúng 1 tỷ, địt mẹ 100 mấy chục triệu. Địt lẻ. Địt lẻ. Ra 100 tỷ. Xem nào, nó bỏ một đống gỗ. Địt mẹ 2 đến 5. Vừa lấy 10 mấy thằng mấy thằng mấy chục triệu mình bỏ hết. Mình xóa luôn, mình sa thải luôn cơ mà. Phải lên quá mà. Rồi ba. Phải lên quá mà. Đâu? Ủa đi bộ luôn kìa. Lòng nào đi cũng Pháp đây đi bộ rồi. Cái thẻ này anh em kêu ngon nhất đó hả? Mở ra 5 được mà 5 triệu. Ủa đi bộ không thôi bỏ qua đi. 9 triệu. Gói này là gói Sida hả? Gói này mở 10 à. Chạy rồi này, chạy rồi đó. Đúp. Cam. Đa cái gói. Gói này mở on hả? Gói này có Sida đúng không? Từ từ bỏ qua gói này đi. Cái 93 màu trắng rồi. Đâu 93 màu trắng. Bỏ đây anh. Đây đây đây. Anh đây đập, đúng không? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Anh không kiếm được cái hàng cộng như thấp. 93 màu trắng. 92, 93 nè. Mấy thằng ngoài cộng thấp nè.
Cái này ngon đúng không? Cái này mới ngon đúng không? Alo. Đúng không? Ok. Giờ 125 sạc cái. 500 triệu. Rồi thủ môn rồi. Shetman. 75 triệu. Bèo, 75 là bèo à. Thôi mở hết, mẹ đỡ nói mở hết, mẹ không có ngon, mở thì mẹ mở. Mở từng con mới được mẹ mới thơm chứ. Bộ đồ tiếng Anh hoài vậy? CB. Mario Ferdinand. Mario Ferdinand. Nhưng mà 184 triệu là bèo, anh em kêu 184 triệu là bèo mà. Ý ST Palotti 43 triệu. Quá bèo. Đi ra mua sân vận động mới cho trạng thái fan nó lên màu xanh lá đi rồi hẳn mở anh ơi, fan đỏ lờm thấy xui lắm hả? Marcelo bèo. Ba lì thú à. Manini là hồi xưa là đủ với một cặp trung phong của Ý thì mẹ hơi bị ghê. Mà bây giờ thế. Mở từng gói không ra xịn là mở on đúng không? Ok thì mẹ mấy cái này mở on đúng không? Rồi nghe anh em, nghe anh em. Dưới được 13 rồi. Nghe anh em. Mẹ mày. Nghe anh em. Ronaldo cộng 3. Rồi tiếng Anh. Quay nó đi. Con chó gì của ta đây nha. 18 tỷ. Thì nở đúng không? Thì nở của anh đúng không? 350 triệu. Không lên đâu. Đủ mẹ mày hôm qua lên tới trăm tỷ luôn mà đi, mẹ mày còn xịt lên phải 18 tỷ á. Ủa lên ba sao bèo vậy? Mày mẹ lên ba mày có 125 triệu vậy? 60%. Chưa được 60% mà đòi lên, lên cái lồn. Mẹ ơi. Ơ sao cái này sao mấy gói này Neymar bèo vậy? Mấy cái gói gì mà dạng là cầu thủ có tiếng mà bèo phải lồn em? Tại vì mấy này nó không được xài. Thường là sử dụng. Ba vô hả? Vô anh ba. Ủa đại chơi không? 25 triệu. Cái hộp em sao đi. Em lấy nước cái mới chơi được. Xí đá đi. Là nó ngu lừa hồn đủ mẹ. Gói nào ngon nữa anh em? Giờ gói nào ngon nữa? Đi phần trăm. Ba phải đại. Đại. Gói nào ngon nữa đại? Mấy cái gói HOT á. Ba bạch là đây. Ba có thể nào? 90 cộng HOT. Mở bạch là 20% ngu vậy. Mở on đúng không? Anh em muốn mở on đúng không? Anh đập em xem đi cái lồn mạnh à, anh đập đi mẹ không sao bị đẻ. Ok, bây giờ mở on. Mở on thì anh em kêu hơn đúng không? Rồi nghe anh em. Lấy là em khen người ta quá mèo thì mà 45 triệu mèo. Đại bấm nhanh đại tài cầu thủ mình không rành tên không thủ cái tay nó thúi.